chưa chắc đi. Xem like và chia sẻ bài với em nhé. Các bác xem like nhanh tay comment với em ạ.
như Thảo ạ. Các bác xem ai chấm tương tác em một chấm nhá. Bác nào có thể cho cặp này thì em sẽ là ra. Giá của cặp này chỉ có 1,4 triệu thôi ạ. Rồi hả anh ơi?
Cặp thì bà cặp sừng. Bây giờ anh có thấy trên cặp thớt chốt thêm cặp heo không anh ơi? Em vẫn tặng vòng nha, chốt một món em tặng một chiếc, chốt hai món em tặng hai chiếc, em là em tri ân khách hàng cực kỳ luôn. Đây bác nào định chốt heo thì comment lên với em để vân này. À, chào Nguyễn Kim nhá, Sơn La và chia sẻ bài cho shop ạ. Tặng các bác một cái vòng gỗ bách xanh nha. Tặng các bác một cái vòng gỗ bách xanh ạ. Chốt một món thì em tặng một chiếc, chốt hai món em tặng hai chiếc nha. Nhanh tay lên giúp em nhá, nhanh tay lên giúp em nha. Thư thoảng em mới tặng, các bạn mình nhảy thư thoảng em mới tặng. Đây là các bác nhanh tay giúp em nhá. Lâu lâu em mới chỉ hơn ca, chỉ ân khách hàng một lần ạ. Nhanh tay comment số điện thoại chốt đơn hàng giúp em nha. Nhân viên em xin liên hệ trực tiếp với cả nhà mình nhá. Trời ơi đẹp quá trời đẹp luôn cả nhà mình nha. Chào anh Huân Nguyễn là xem like và chia sẻ bài giúp em nha. Nếu có bác nào thì chỉ biết heo thì em qua mẫu nhá. Chia sẻ được tặng nha, được tặng nha bác Nguyễn Kim nha. Chia sẻ được tặng nha. Chia sẻ nhiệt tình lên các trang các nhóm ạ. Mua hàng sẽ được tặng 2 cái trở lên luôn nha. Cháu cho cô 10 cái luôn. Tặng quà ship cho tặng nhà luôn. Cứ chào anh Tịnh Cường ạ. Cho 10 cái vòng. Chào anh Lợi Nguyễn nha, xem like và chia sẻ bài giúp em ạ. Các bác nhanh tay comment lên giúp em ơi. Vòng này, trời ơi vòng nhiều vòng lắm các bác nhá, nhiều vòng lắm luôn đấy ạ. Em là bao bề bao la vòng bác nhát luôn, hàng này em tặng chứ không bán nhá. Bác nào chốt đơn hàng sẽ phải tặng một cái vòng, chốt hai món thì em tặng hai món hai chiếc nhá, chốt ba món thì em tặng ba cái luôn, quá rẻ. Tại vì hàng này em chỉ làm ra để bán chất liệu đồ gỗ bách xanh nhá, nên các bác có thiện chí mua hàng thì nhanh tay ủng hộ cửa hàng bên em đi ạ. Em tri ân khách hàng và tặng vòng cho cả nhà mình nhá. Thơm quá, thơm lắm cả nhà mình nhá, vòng thơm lắm ạ, tại vì nó là chất liệu gỗ bách xanh, mùi cực kỳ thơm luôn, không mất mùi đâu cả nhà mình nhá. Lợn 900k một cặp nha anh Hải Lớp nhá, 900k một cặp là bên em bao ship ạ. Chào anh Nam Phong Nguyễn này, xem like và chia sẻ bài giúp em anh Nam Phong Nguyễn nha. Các bác nhanh tay giúp em đi ạ, nhanh tay giúp em cả nhà mình nhá. Chia sẻ rồi tặng quà đi, cứ để đấy là lau gom mà còn tặng luôn một lúc nhá. Mỗi người một cái, nhà bao nhiêu người tặng mấy nhiêu cái. Rồi nếu không bác nào thì chỉ với heo thì em qua mẫu này, năm sau năm con heo vàng rồi. Mình chốt một cặp heo vàng của gia đình nhà mình đi ạ. Thờ cũng được nè, thờ thì sẽ đem lại tiền tài may mắn nhá. Heo thể hiện cho sự sung túc này, may mắn và thịnh vượng các bác nhá. Heo 900k một cặp nhá chị Jenny Phạm nhá. Và tặng chị một cái vòng gỗ bách xanh nha. Chị lấy một cặp thì em tặng một chiếc. Lấy hai cặp thì em tặng hai chiếc vòng nhá. Toàn bộ là em bao ship ở nhà mình này. Em hỗ trợ tiền phí ship này, tặng vòng này. Anh Lợi Nguyễn ơi, cho X xem là sao? Cho xem. Cho xem hả anh ơi? Cho xem heo à? Một cặp giá là 900k chị nhá, một cặp 900k các bác nhìn Vân này. Các bác thấy Vân chưa ạ? Hàng không lỗi các bạn nhà mình nhá, em đảm bảo là không lỗi. Hàng của bên em là cực kỳ VIP luôn. Một cặp có một con đực và một con cái, các bác thấy không ạ? Thể hiện rõ giới tính nhá. Thể hiện rõ giới tính một con đực và một con cái. Bác nào có thể chỉ chốt cặp heo thì nhanh tay comment lên giúp em đi ạ. Vân em bao đẹp cho cả nhà mình luôn, bao xài luôn nhá, không nứt, không lỗi, không rác, không tim, không có bị cái gì đâu nhá. Và còn được tặng vòng nữa các bác này, được cả tặng vòng luôn này, các bác nhìn Vân giúp em nhá. Đây ạ, Phúc Lo là sao anh ơi? Anh ơi comment rõ giúp em anh nhanh, Phúc Lo là sao anh ơi? Phúc Lộc Thọ hả anh? Hay là sao ạ, comment rõ giúp em nhá. Em chưa rõ lắm anh ạ. Chào Ngô Đức Hiệp Sơn La và chị sẽ bài shop. Các bác nào có thể chỉ biết heo thì em qua mẫu nhé. Chị Jenny Phạm nếu chốt heo thì comment lên giúp em đi ạ. 900k một cặp tặng một cái vòng gỗ bách xanh. Lấy một cặp tặng một chiếc, lấy hai cặp tặng hai chiếc rồi nhé. Lấy hai cặp tặng ba chiếc luôn. Lấy hai cặp 900k một cặp tặng ba chiếc vòng. Em ở chơi lớn chơi lầy luôn nhá. Của nhà làm ra em chơi lớn chơi lầy luôn ạ. 900k một cặp là tặng một chiếc vòng. Nếu mà lấy hai cặp em tặng ba chiếc vòng. Có hợi mẹo mùi không em? Anh Nam Phong Nguyễn ơi, em chỉ không có anh ạ, em chỉ có heo, có hợi thôi anh ạ. Em không bán con rác, em chỉ bán con heo thôi, tại vì năm sau là năm con heo. Mình nhanh tay chốt heo với gia đình nhà mình đi ạ. Chốt heo để thờ hoặc có thể để trưng gia đình nhà mình nhá. Heo thể hiện cho sự sung túc, ấm no và hạnh phúc ạ. À em, anh ơi, em ở Cửa Đông Ba Gia Lai nhá, em ở Yên Sương, Cửa Đông Ba Gia Lai ạ. Các bác nào có thể gần cửa hàng của bên em thì có thể qua cửa hàng em coi trực tiếp nhá, để cho mình dễ trao đổi ạ. Mình dễ trao đổi, lấy xỉ thì dễ trao đổi hơn nhá. Trực tiếp thì nó vẫn hay hơn ạ.
Nhưng mà các bác nào muốn lấy mà không lấy hàng mà không ở gần chỗ em thì em có thể ship nhé. Em có thể ship bưu điện cho cả nhà mình ạ. À, chào anh Lê Đạt ạ. Xem like và chia sẻ bài giúp em nhá. Các bác xem like anh Lê comment lên giúp em đi ạ. 900k một cặp xỉ vui lòng ebook. Xỉ thì ebook nhá, còn lẻ 900k một cặp tặng cái vòng. Lấy hai cặp tặng ba cái. Em hàng nhà, hàng vòng nhà làm ra được nên là em chơi lầy chơi lốn nha. Nhưng mà cái vòng này thì em không bán đâu cả nhà mình nhá. Vòng thì em không bán đâu ạ. Em chỉ tặng không bán nha. Nên bác nào có chốt đơn hàng là em tặng một chiếc. Chốt hai món thì em tặng ba chiếc. Có anh Nguyễn Hồng ơi, gỗ đổi màu thì bữa nay nhà em có chim công trị độ 9 món. Thì bán nhá. 9 món hết rồi. À kia đi. Ừ, 9 món thì em chốt rồi. Em còn một cặp tùy bà duy nhất thôi anh ạ. Tại vì hàng đổi màu bây giờ phôi nó cao quá này, không có phôi để mua luôn. Hàng đổi màu bữa nay quá biết luôn ạ. Hàng đổi màu bữa nay cực kỳ khó kiếm. Khó lắm anh nhá. Nếu mà muốn mua thì cũng có, nhưng mà toàn phôi không đẹp. Em mà em chuyên gia lượng cái hàng phôi đẹp anh nhá. Anh ơi, lợi chất liệu là gỗ hương Việt anh nhá. Chất liệu là gỗ hương Việt. Anh nhìn Vân này, Vân em bao đẹp ở nhà mình luôn này. Cặp này giá là 900k một cặp và tặng một cái vòng gỗ bách xanh ạ. Em hỗ trợ tiền phí ship nhá. Chào anh Phùng Tôn Thất, xem like và chia sẻ bài giúp em với ạ. Em hỗ trợ phí ship ở nhà mình này. Bác nào chốt cặp này thì nhanh tay comment lên giúp em với ạ. 900k một cặp và tặng một cái vòng. Còn nếu không bác nào thì chỉ biết heo nữa thì em qua mẫu nhá. Tại vì em like nãy giờ của heo cũng hơi lâu rồi. Chào đồ gỗ với anh, xem like và chia sẻ bài giúp shop với ạ. Các bác nhanh tay giúp em nha, nhanh tay comment lên giúp em với ạ. 900k một cặp. Còn nếu không bác nào thì chỉ biết hàng này thì em qua mẫu nhá. Trả lời gì? Họ trả lời tám kiếp một xuân. Ấm trà anh ơi, em có ấm trà anh nhá. Tách trà đúng không ạ? Em có anh nhá, chất liệu là gỗ chắc luôn ạ. Khó nghe à? Anh ơi, 900k một cặp anh nhá. 900k một cặp là em bao ship anh Messenger Việt Nam ơi. 900k một cặp heo anh nhá. Bao ship toàn quốc là tặng anh một cái vòng gỗ bách xanh nữa ạ. 900k một cặp heo anh nhá. Đây nè, heo đây nhá. Anh Messenger Việt Nam ơi, 900k một cặp là em bao ship anh nhá. À, đường kính của nó là 12 và dài 20, chất liệu là gỗ hương anh ạ. Chào chị Mây Trắng nhá. Giá cặp này là 900k một cặp em bao ship và em chia khách hàng là em tặng một cái vòng gỗ bách xanh nhá. Em tặng một cái vòng gỗ bách xanh nha. Bác nào có thể chỉ chốt đơn hàng thì comment lên giúp em nha. Chị Mây Trắng xem like và chia sẻ bài giúp em nha chị Mây Trắng nhá. Đây em rồi, ok anh nhá. Em lên một thần tài thổ địa đi ạ. Mà hai ông thần tài và ông thổ địa nhà mình nhá. Thần tài và thổ địa đi ạ. Mình có thể chốt cái cặp thần tài thổ địa về trưng cho gia đình nhà mình đi ạ. Trưng cho gia đình nhà mình nha mình nhá. À, mình có thể để trên trang thờ đấy ạ. Trang thờ ông điện nhà mình nhá. Đây thần tài thổ địa đấy ạ. Bác nào lấy thì em tặng một cái vòng gỗ bách xanh này. Tặng một cái vòng gỗ bách xanh cho nhà mình nhá. Cặp này giá là 1.800.000 bên em bao ship ạ. Giá là 1.800.000 bên em bao ship nhá. Bao ship toàn quốc, đường kính của nó là ngang 15 và cao 25 ạ. Ngang 15 và cao 25 cho nhà mình nhá. Giá của cặp này chỉ có 1.800.000 thôi ạ. Quá rẻ đúng không ạ? Giá chỉ có 1.800.000 là em bao ship nhá. Nên bác nào có thể chỉ với cặp thần tài thổ địa thì comment lên giúp em với ạ. Quá đẹp luôn, em bao đẹp luôn nhá. Lỏng cái ấy. Các bác xem like comment lên giúp em đi ạ. Nếu không bác nào thì chỉ với hai mẫu này thì em sẽ lên sản phẩm khác ạ. Em sẽ lên sản phẩm khác cho cả nhà mình xem nhá. Trời ơi, em tặng vòng nhiệt tình như vậy mà không bác nào có thể thiện chí ý kiến gì hết ạ. Em lên một cặp tỳ bà chất liệu là gỗ môn hoa này. Một cặp tỳ bà chất liệu là gỗ môn hoa Gia Lai cho cả nhà mình nhá. Cặp này vân đẹp này. Vân cực kỳ đẹp luôn. Chị Thúy Diễm ơi, heo là 900k một cặp chị nhá. Heo là 900k một cặp. Còn thân tai thổ địa thì giá là 1.800.000 chị nhá. Giá là 1.800.000 bên em bao ship ạ. Số quen.
À, cặp tỳ bà này giá là 1,6 triệu này mình nhá, ra lồng 100k là còn 1,5 triệu. Các bác nhìn thấy không ạ? Vân vân đẹp cực kỳ luôn, vân quá đẹp luôn. Em ba đẹp ở nhà mình luôn nha, hàng không lỗ gì hết ạ. Hàng không lỗ nhá. Vân thì cực kỳ đỉnh, cực kỳ đẹp. Alo. Dạ em nghe ạ. Chị Thúy Diễm có thể chỉ với cặp nào thì cầm em lên giúp em với ạ. Anh Lý Xẻo Lũng đúng không ạ? Ôi anh ơi, cái đơn hàng của anh hôm qua anh kia mà em liên hệ cho anh hai số đều không được hết. Cái đơn hàng biết cho quay về chưa? Không ai biết. Cầm nhận hết. Không biết. Rồi đẹp đây. Em đang dở kiểm tra sổ chốt hàng rồi. Tùy bà đường kính 12 và cao 58 cả nhà mình nhá, đường kính 12 và cao 57 ạ. Cặp này giá là 1,5 triệu nhá. Cặp này giá là 1,5 triệu bên em bác sĩ. Mà lần cái số của anh không có ra mà em chỉ nhớ đến chào đóng thôi, em có nhớ là hai đầu này. Đến hồi chiều nay em kiểm tra mà cứ cả ơi, nó anh kia rồi thôi. Đây, anh Văn Vấn ơi, à, ông anh Vấn ơi, 900k cái gì hả anh? Anh chạy em, anh lấy cặp heo ạ? Dạ. À, anh lấy cặp heo của anh em Nguyễn Vấn ơi. 971 này, 775, 886. 755 hả? Rồi, kết rồi, đây là lộn số rồi. Rồi, để mai em cũng liên hệ lại với công tác để ra hàng lại cho anh ạ. Thành đến nơi rồi em. Anh Nguyễn Vấn ơi, anh hỏi em, anh có cặp heo 900k được không ạ? Nếu đúng thì cặp heo số điện thoại giúp em nhé, tặng anh cái vòng bổ vết xanh ạ. Cặp tỳ bà này giá là 1,5 triệu đây em ship cái này nhá, đường kính 12 và cao 57 ạ. Đường kính 12 cao 57, chất liệu là gỗ nguyên hoa tương lai. Anh ơi, công có đổi màu thì tùy thôi anh nhá. Tùy thôi anh ạ, tùy kích thước thôi anh ơi. Em đang có, em đang hoàn thiện một lô công đổi màu. Thì nếu anh có thiện chế thì cho em xin số điện thoại nhá. Mai mai hàng ngâm xong, BU xong thì em sẽ báo cho anh ạ. Kỳ chim thì đủ kích thước và đủ giá hết anh nhá. Anh không thể chắc chắn được cứ cao bao nhiêu đâu ạ. Tại vì công thường làm từ 58 tới 60 đều là vậy anh nhá, chỉ là kích thước 13, 14, 15, 16 thôi ạ. Chốt gì 900k anh ơi, chốt cái gì 900k anh đừng nói em mà chốt cặp tỳ bà 900k anh nhá. Alo anh này ạ. Cặp tỳ bà này giá là 1,5 triệu ạ. À, anh ơi, ngày mai em lên bưu cục với có một cái đơn hàng của chị kèm khách tên là Mai Ngọc Hằng nhá. Cặp này giá là 1,5 triệu bên em bác ship thôi nhá. Bác nào chốt đơn hàng thì em tặng một cái vòng, tặng một cái vòng gỗ vét xanh nhá, tặng một cái vòng gỗ vét xanh nha. Đây ạ. Cặp tỳ bà chất liệu là gỗ đổi màu này, cặp này giá là 1,000,000 cho cả mình nha. Giá là 1,000,000 bên em bác ship. Tặng các bác một cái vòng gỗ vét xanh nữa. Tặng các bác một cái vòng gỗ vét xanh, chất liệu là gỗ vét xanh nha. Cặp tỳ bà chất liệu là gỗ đổi màu này, cặp này quá đẹp luôn. Em bao đẹp nha, mình có thể vân cực đỉnh, đẹp hàng không lỗi, không rác, không tin luôn nha. À đâu, có một xíu rác thôi ạ. Có một xíu rác thôi nha.
nói chung nó không lỗi thôi ạ. Còn gỗ thì phải có một dính xíu này xíu kia, không có thể hoàn hảo đấy nhá. Cặp này giá là 1 triệu bên em 3 ship này. Chất liệu là gỗ đổi màu, tặng các bác một cái vòng gỗ bách xanh nha. Tặng các bác một cái vòng gỗ bách xanh để ra lồng mở hàng này. Bác nào thiện chí chốt đơn hàng thì nhanh tay comment số điện thoại giúp em vào. Bách xanh nhà em rất nhiều nhá. Em làm hàng bách xanh rất nhiều để tặng chiên khách hàng đấy ạ. Mình có thể chí thì mình chốt nhanh giúp em nhá. Chào anh Chí Tâm ạ. Xem like và đi chia sẻ giúp em anh Chí Tâm nhá. Giá của cái cặp tì bà chỉ có 1 triệu và tặng các bác một cái vòng gỗ bách xanh nè. Quá rẻ đúng không cả nhà mình ơi, quá rẻ. Em bao giá cho nhà mình rồi mà, tặng cái vòng gỗ bách xanh này rồi cho nhà mình nhá. Bác nào có thể chí cái cặp tì bà thì comment lên giúp em với ạ. Trời ơi, các bác không có thể chí gì hết. Ôi chống phẩy thế này rõ đông. Có một mấy đông. Các bác xem like chấm tương tác cho em một chấm. Chào anh Hùng Trinh Xuân Hùng nhá, chào Phạm Đức Tuấn ạ. Chào anh Hiển Nguyễn này, xem like và chia sẻ bài cho em nhá. Cặp tì bà giá là 1 triệu bên em 3 ship, tặng các bác một cái vòng bố bách xanh. Bác nào thì chỉ chốt mở hàng thì nhanh tay comment lên giúp em vậy ạ. Chốt mở hàng, nhanh tay comment lên giúp em nhá. Anh Duy Mạnh ơi, đường kính 10 và cao 38 anh ạ. Đường kính 10, cao 38. Cặp này giá chỉ có 1 triệu thôi ạ. Đường kính 10 và cao 38, chất liệu là gỗ rồi đó nhá. Chất liệu là gỗ đổi màu cho cả nhà mình nhá. Em đang cho thiện chí chốt mở hàng là 1 triệu một cặp. 1 triệu một cặp và 3 ship. Trái ngư Nguyễn 3 ship và còn tặng vòng nữa. Em khuyến mãi cực kỳ luôn. Em chia khách hàng rất là gì ta. Một số mọi người xem. Hơi đỏ một tí thôi nhưng không sao. Chịu. Không thể bỏ nè. Chào các bác đang xem like ạ. Mọi người đang xem like comment cho em xin một chấm và chia sẻ like giúp em nha mọi người nhá. Chia sẻ like vào trong các trang nhóm giúp em với ạ. Anh Jim, mọi người xem like thì chỉ biết mẫu nào thì comment lên cho em nhá. Chào anh Hồ Cá, anh Thủy ạ. Đây em lên mẫu giới thiệu với lại các bác là một cặp mà lọ hoa nhá mọi người nhá. Cặp lọ hoa này chất liệu là gỗ đổi màu ạ. Cặp lọ hoa này chất liệu là gỗ đổi màu nha mọi người nhá. Cặp này giá là 1 triệu ạ. 1 triệu nha mọi người nhá. Chỉ có 1 triệu thôi ạ. 1 triệu là em bao ship về tận gia đình nhà mình luôn nha mọi người nhá. 1 triệu là em bao ship. Trời ơi, cái tóc mái của ta xe. Nó không thể nào mà sang mà nó cũng không thể nào mà. Giá là 1 triệu ạ. Ngày hôm nay tất cả các đơn hàng đều được tặng vòng gỗ huyết long nhá. Tất cả các đơn hàng đều được tặng vòng gỗ huyết long ạ. Đây rất là đẹp luôn nha mọi người nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Đường kính là 11 và cao là 38 ạ. Đường kính 11 và cao là 38. Chất liệu là gỗ đổi màu nha mọi người nhá. Chất liệu là gỗ đổi màu ạ. Giá chỉ có 1 triệu thôi. Còn cái bộ cửu lồng này nha mọi người nhá. Bộ cửu lồng này thì giá là 2 triệu mốt ạ. Bộ cửu lồng này giá là 2 triệu mốt bên em bao ship. Ship về tận gia đình nhà mình luôn ạ. Các bác đang xem like thiện chí chốt mẫu nào thì nhanh tay comment lên cho em nha mọi người nhá. Comment lên giúp em với ạ. Một bộ bình cửu lộc chất liệu là gỗ hương. Dạ anh Nguyễn Hùng ơi, bộ cửu lộc giá là 2 triệu mốt nhá. Còn đôi lọ hoa gỗ đổi màu này thì giá là 1 triệu ạ. 1 triệu là bên em bao ship về tận gia đình nhà mình rồi ạ. Dạ giá đấy thì chưa chốt được nhanh Nguyễn Hùng nhá. Chưa chốt được anh ạ. Cặp này rất là đẹp luôn. Lõi của gỗ nó có màu xanh tự nhiên anh nhá. Và đổi màu ở đây là đổi từ màu xanh nhạt lên màu xanh đậm ạ. Đổi từ màu xanh nhạt sang màu xanh đậm được gọi là gỗ đổi màu nha mọi người nha. Đổi từ màu xanh nhạt sang màu xanh đậm ạ. Chứ không phải là đổi sang xanh đỏ tím vàng nhá. Không đổi sang xanh đỏ tím vàng mà chỉ đổi từ màu xanh nhạt sang màu xanh đậm thôi ạ. Màu xanh này là màu tự nhiên của gỗ. Em ở huyện Cờ Đông Ba tỉnh Gia Lai nha anh Dương Hà nhá. Em ở huyện Cờ Đông Ba tỉnh Gia Lai ạ. Các bác đang xem like thiện chí chốt mẫu nào thì nhanh tay comment lên cho em nha mọi người nhá. Đôi lọ hoa là 1 triệu ạ, còn bộ cửu lộc là 2 triệu mốt. Dạ anh Vũ Dương ơi, tại vừa rồi là em ăn nghỉ ăn cơm và em vào like luôn nhưng có thể là em chưa để ý ạ. Vũ Hoàng Dương ạ. Đâu có thấy đâu. Anh Vũ Hoàng Dương ơi, em kiểm tra Messenger không thấy anh nhá. Không thấy anh nhá. À về Buôn Ma Thuột thôi à anh ơi, về Buôn Ma Thuột thì em cũng phải mất tiền cước gửi anh ạ. À. Đôi màu là 1 triệu nha anh Tài Phạm Văn nhá. Ở đây
hay không gửi ảnh được. À, anh Vũ Hoàng Dương ơi, vậy anh cho em xin số điện thoại nhá. Bên em sẽ kết bạn Zalo với anh ạ. Bên em sẽ kết bạn Zalo và sẽ trả lời luôn cho anh nhá. Dạ rồi, ok nha anh Vũ Hoàng Dương nhá. Ok ạ. À. Số điện thoại lên cho em nhé, chốt đơn hàng mở hàng đầu tiên cho anh cái bộ cửu lộc đấy ạ.
anh Trần Thành Công cho em xin số điện thoại nha. Các bác ơi, sắp đến 20 tháng 11 rồi ạ, tháng của tri ân với lại những người đã có công dạy dỗ mình nhá. Trong tất cả những vị khách hàng ở đây đang xem live này, ai là giáo viên này, thì các bác nên chốt một cái mẫu này này. Bố Hương to hơn anh nhá. Rồi anh Vũ Hoàng Dương ơi, em đang kiểm tra. Nếu mà anh có Zalo thì nhanh hơn nha anh Vũ Hoàng Dương nhá, có Zalo thì nhanh hơn. 12 con giáp bên em không có nhanh Duy Mạnh nhá, cái hàng nhỏ nhỏ vậy em rất là lười anh ạ, em rất là lười cái hàng nhỏ đấy. Đây là các bác ơi, ông lão lái đò nha mọi người nhá. Đây ạ, ông lão lái đò đây. Anh Trần Thành Công ơi, anh có chốt bổng cửu lộc không ạ? Nếu chốt thì comment số điện thoại lên giúp em nhá. Nếu chốt thì comment lên giúp em với ạ. Rồi ok nha, anh Nguyễn Hùng nhá, ngày mai em sẽ gửi sang cho anh một cặp trước ạ. Các bác đang xem live thiện chí với mẫu này thì comment lên cho em này. Ông lão lái đò này chất liệu là gỗ chắc nha mọi người nhá. Chắc đỏ chrome 3 Gia Lai, hàng cực kỳ hiếm luôn. Rồi ok anh Trần Thành Công, cảm ơn anh ạ. Dạ không phải gỗ hương nha chị Minh Thủy nha, chất liệu là gỗ chắc đỏ chrome 3 Gia Lai. Một trong những cái tác phẩm cực kỳ VIP luôn nha chị Minh Thủy nhá. Mẫu này được bên em hoàn thiện thủ công và hàng liền khối không chấp ghép ạ. Lục bình gỗ hương chỉ có hàng nhỏ thôi anh Phạm Bá Hùng ơi, anh có thiện chí không ạ? Chỉ còn hàng nhỏ mini thôi nhá, còn hàng lớn không có đâu anh ơi, hàng lớn bây giờ hàng hương bây giờ là cực kỳ hiếm luôn. Rồi ok anh Duy Mạnh cho anh xem câu nhá, em sẽ lên. Kiểu này nó quan trọng, nó không phải kiểu này thôi. Anh Duy Mạnh ơi, lại thế đi. Công ạ, công hồi trưa thì không thấy chốt. Anh Phạm Bá Hồng, lục bình gỗ hương cao khoảng 40-50 thôi được không ạ? Cao 40-50 được không ạ? Chim công thì chiều nay em đã chốt hết đơn hàng rồi nhá. Còn mấy ngày nữa thì em có ra chim công nhưng mà em không biết là nó có được đẹp như bây giờ hay không. Thì các bác phải chịu khó xem live, cũng có thể là đẹp hơn và có thể là không được đẹp bằng nhá. Không phải là không đẹp bằng mà là em chỉ sợ là cái đường kính của nó bé hơn thôi. Em chỉ sợ là cái đường kính của nó bé hơn. Rồi ok Trần Thành Công nhá. Anh Ngọc Thương Diệu Linh ơi, anh có mua thì em bán nhá, chứ em không cần mua thêm anh của anh ạ. Rồi ok, vậy mai ngày kia em sẽ thiết kế cái mẫu đó về nhá. 60k tạm thời là chưa có nên không thể nói được nha anh Phạm Bá Hùng nhá. Không thể nói trước được. Hàng gỗ này không thể nói trước được, nó còn tùy thuộc vào đẹp xấu anh ạ. Nó còn tùy thuộc vào đẹp xấu nhá. Rồi bác nào chốt mẫu này thì cầm. Đây anh Trần Thành Công chụp lại màn hình giúp em nhá. Chụp lại màn hình giúp em với ạ. Các bác đang xem live, nếu thiện chí với lại ông lão lái đò thì comment lên cho em nha. Nếu thiện chí với ông lão lái đò thì comment lên giúp em với ạ. Đây anh Trần Thành Công ơi, chụp màn hình lại giúp em nha. Chỉ còn một bộ này và một bộ nữa thôi nhá. Bộ cửu lộc không còn nhiều đâu ạ. Nếu bác nào đang lăn tăn suy nghĩ thì nhanh tay nha. Cụ Di Lặc gỗ chắc vừa rồi ngang là 34 và cao là hai mấy? Đọc đi. Cao 23. Ngang là 34 và cao là 23 nha anh Trung Lê nhá. Anh Trần Thành Công ok, bộ cửu lộc xong chưa ạ? Dưới này kìa. Cho anh xem lại chụp cặp của anh đây. Rồi đây anh Nguyễn Hùng ơi, ok chưa ạ? Vậy thì kiếm được thêm được. Ok chưa ạ? Em cho qua mẫu nha anh Trần Thành Công nhá. Rồi ok anh Nguyễn Hùng, cảm ơn anh ạ. Bác nào thiện chí với mẫu này thì nhanh tay comment lên cho em nha. Bộ cửu lộc mà em còn một bộ nữa nhá. Bộ cửu lộc em còn một bộ nữa ạ. Các bác này xem live thiện chí với ông lão lái đò thì comment lên cho em nhá. Nãy em đang giới thiệu dở, bây giờ em giới thiệu nốt này. Có nhanh lại thế đi nhá, nhưng mà hiện tại là những cái cặp màu trưa nay mà đường kính lên đến 18 thì em đã chốt hết rồi ạ. Bây giờ đường kính nhỏ hơn được không anh ơi? Đường kính nhỏ hơn được không ạ? Đường kính lớn là 18 thì em đã chốt hết rồi nha anh Lại Thế Đinh nhá. Em chốt hết rồi ạ. Các bác ơi, mẫu này chất liệu là gỗ chắc nhá. Chất liệu là gỗ chắc ạ. Đây các bác thấy rất là đẹp luôn nha. Ông lão lái đò nha mọi người nhá. Ông lão lái đò này. Ông đang vượt sông nhá. Ông đang chèo thuyền.
giờ là một cây tùng, tán tùng nha mọi người nhá. Mẫu này được bên em hoàn thiện thủ công ạ. Mẫu này được bên em hoàn thiện thủ công nhá. Và hàng liền khối không chắc ghép nha mọi người nhá. Hoàn thiện thủ công và hàng liền khối không chắc ghép. Rất là đẹp luôn ạ. Các bác đang xem live, nếu Thiện Chí chốt mẫu này thì comment lên cho em nha mọi người nhá. Comment lên giúp em với ạ. Rất là đẹp luôn. Còn nha anh Tuấn Kubi nhá. Còn 9 món ạ. 9 món còn một bộ nữa nha anh Tuấn Kubi nhá. Vẫn còn một bộ nữa. Vân đẹp y như vậy luôn. Nếu anh chốt thì anh cho em xin lại cái số điện thoại và anh phải cọc giúp bên em nhanh Tuấn Kubi nhá. Tại vì là lần trước là em nói cọc mà không thấy anh ý kiến gì hết, cho nên là khách phải cọc thì để tránh tình trạng bom hàng thì phải cọc giúp em với ạ. 2.1 triệu nhanh Tuấn Kubi nhá. 2.1 triệu là bên em bao ship ạ. Cỡ to hả anh ơi? Hiện tại là cặp to như vậy thì em còn một cặp đó, nhưng mà chưa PU xong. Còn một cặp to nào cặp của ông Tuấn. Những cái cặp gì? Chim cốc. Đây em bảo là chốt rồi. Của chứ không phải. Lấy cái này rồi chắc kêu là còn 5 bill. Cặp ông Tuấn khác kiểu như này. Nó không sao. Cứ đừng tính to là được mà đúng không? Anh lại thế Đinh ơi. Còn anh nhá. Còn ạ. Chào anh Đình Hải. Xem like và chia sẻ like giúp em nha. Anh Tuấn Kubi nếu có chốt bộ 9 món thì comment. Chào chị Bẹp Xuân ạ. Xem like và chia sẻ like giúp em nha chị Bẹp Xuân nhá. Các bác đang xem like Thiện Chí với ông lão lấy đò này không ạ? Một tác phẩm tuyệt tác nha mọi người nhá. Tiểu cảnh ông lão lấy đò này rất là hay ạ. Các bác đang xem like Thiện Chí với mẫu này thì comment lên cho em nhá. Rồi em qua mẫu nhá, giới thiệu cho các bác xem thôi cũng được, không ý kiến gì. Nếu các bác không ý kiến chấm phẩy gì thì em qua mẫu nhá. Chưa BU á, em chỉ có một tác phẩm duy nhất thôi anh ạ. Em đã BU hết rồi, em đã BU rồi em nhá. Mà bây giờ mẫu chưa BU là mẫu nào anh ơi, cho xem chưa BU mẫu nào ạ. Anh Thanh Phan muốn xem hàng bọc mẫu nào anh ơi. Vậy thì hẹn anh buổi mai nhá. Chị đẹp sân này cho xem con công đi. Để thấy à? Ừ đây. Chị Bẹp Xuân ơi, mẫu công này em chốt rồi nha chị Bẹp Xuân nhá. Nếu chị có thiện chí thì hẹn chị vào buổi mai. Chào Di Lạc Con nhá. Di Lạc Con nhớ chia sẻ like giúp cho chị nha. Di Lạc Con nhá. Cho bảo nó vô chia sẻ đấy. Các bác xem like thiện chí với mẫu này không ạ? Chào chị Minh Thủy ạ. Cặp này chất liệu là gỗ hương đá Gia Lai nha mọi người nhá. Chào anh Nguyễn Vương ạ. Cặp này chất liệu là gỗ hương đá của Đông Ba Gia Lai ạ. Một đôi tỷ bà nhá. Một đôi tỷ bà chất liệu là gỗ hương đá của Đông Ba Gia Lai. Các bác đang xem live thì chỉ chốt mẫu này thì nhanh tay comment lên cho em với ạ. Cặp này cao là 48 nhá. Cao là 48 và đường kính là 12 ạ. Giá là 1.500.000 ạ. Chào chị Minh Thủy ạ. Xem live và chia sẻ live cho em nhá. Đây các bác ơi rất là đẹp luôn nhá. Vân gỗ hoàn toàn là tự nhiên nhá. Chất liệu là gỗ hương đá của Đông Ba Gia Lai đây ạ. Đường kính là 12 và cao là 48. Đường kính 12, cao 48, chất liệu là gỗ hương ạ. Hương đá của Đông Ba Gia Lai. Các bác đang xem live thiện chí chốt mẫu này thì comment lên cho em nhá. Em nói. À, anh Thanh Phan ơi, hàng mộc nhưng mà hiện tại là còn ở xưởng BU chứ để ở nhà làm gì anh? Để ở nhà ai BU cho mình ạ? Mình phải để ở xưởng BU chứ ạ, anh ơi. Các bác đang xem live thiện chí với mẫu này thì comment lên cho em nhé. Anh Hương Ngọc ơi, hàng độc à anh, hàng độc thì là gỗ chắc anh nhá. Một cái tiểu cảnh ông lão lái đò anh ạ. À. Các bác xem like thiện chí với cặp mà lọ hoa, cặp tỳ bà chất liệu là gỗ hương này không ạ? À? Cảm ơn chị Minh Thủy ạ. À. Cặp tỳ bà chất liệu là gỗ hương nha mọi người nhá. Hương đá cửa Đông Ba Gia Lai đây ạ. À. Cặp này là 1.500.000. Vân gỗ hoàn toàn là tự nhiên nhá. Hoàn toàn là vân tự nhiên ạ. À. Dạ anh Thúc phụ tùng máy là máy ơi bộ phúc lộc thọ thì bên em tạm thời là chưa có ngay ạ. À. Tạm thời là chưa có ngay nhá. Hẹn các bác vào buổi live ngày mai ạ. À. Hẹn các bác vào buổi live ngày mai.
chị biết cặp lọ hoa hương, cặp tỳ bà hương này thì comment lên cho em nha mọi người nhá. Vân gỗ hoàn toàn là tự nhiên, rất là đẹp đây ạ. Các bác chốt đơn hàng thì tất cả các đơn hàng thì đều được tặng vòng gỗ huyết long nha mọi người nhá. Tất cả các đơn, à vòng gỗ bách xanh ạ. Anh Bùi Tạ Hải ơi, ngoài tượng ra thì hàng độc nữa thì hàng độc nữa thì có gì ta? Cái gì cũng đẹp hết anh ạ, à. Cái gì cũng đẹp em, hết cái gì em cũng thấy đẹp thấy độc hết anh nha. Gỗ ở đây chủ yếu là gỗ ở khu vực huyện Cờ Đông Ba Gia Lai thôi ạ. À. Anh Giáp Hà ơi, cái gì là đồ rẻ tiền à? Cái gì là đồ rẻ tiền anh ơi? Mình bán rẻ không có nghĩa là giá trị của nó rẻ nhá. Cặp này là 1,5 triệu nha anh Thắng Đức nhá. Cặp này là 1,5 triệu ạ. 1,5 triệu là bên em đã bao ship về tận gia đình nhà mình rồi nhá. 1,5 triệu là bên em đã bao ship về tận gia đình nhà mình rồi ạ. Các bác đang xem live thiện chí chốt cặp lọ hoa, à, cặp bình hương này thì comment lên cho em nhá. Chào anh Quốc Quý ạ. Có bác nào thiện chí biết mẫu này không ạ? Chỉ có 1,5 triệu thôi ạ. À, tất cả các đơn hàng thì chốt đơn hàng thì đều được tặng vòng gỗ bách xanh nha mọi người nhá. Anh Lưu Nguyễn ơi, giá đấy không chốt được nhá. Giá đấy không chốt được luôn nha anh Thắng Đức nhá. Các bác phải phân biệt được chất liệu gỗ chưa ạ? Gỗ hương đá Gia Lai thì bây giờ mua phôi đã cao rồi nha mọi người nhá, cho nên là giá đấy em không chốt đơn hàng được. Hàng phun hoa bây giờ là giá của nó đã là 1,4 triệu rồi ạ. Đã là 1,4 triệu, 1,5 triệu rồi. Mà cái hàng hương đá Gia Lai này mà nó chỉ thấp hơn có một tí thôi mà em bán cũng vẫn giá như vậy ạ. Không đắt nha mọi người nhá. Bác nào thiện chí thì em chỉ có thể ra lọc cho các bác là chuẩn là 100k thôi. Còn không hơn được nhá, không hơn được nữa ạ. Không bớt nhiều được nhá. Bác nào thiện chí chốt thì comment lên cho em. Rồi ok anh Thắng Đức nhá. Ok anh Thắng Đức ạ. Anh Thắng Đức comment số điện thoại lên cho em nha anh Thắng Đức nhá. Một đôi lọ hoa chất liệu là gỗ hương vân đẹp như thế này là quá vip luôn nha mọi người nha. Hương này là hương đá Gia Lai chứ không phải là hương ta hương Việt nhá. Hương này là hương đá Gia Lai ạ. Vân như vân cẩm luôn các bác ạ. Vân này như vân cẩm luôn. Anh Thắng Đức comment số điện thoại lên cho em nhá. Comment số điện thoại lên giúp em với ạ. Anh Lưu Nguyễn nếu thiện chí thì thêm cho em một ít nữa nha. Anh Lưu Nguyễn nếu thiện chí thì thêm cho em một ít nữa ạ. Gạt tàn không có nha anh Nguyễn Hân nhá. Gạt tàn không có ạ. Rồi ok chị Đình Nga, em thấy chị theo lâu lắm rồi, chị suy nghĩ mãi chị ơi. Lên mặt hồng nào xinh thế. Đây chị Đình Nga ơi, rất là đẹp luôn nha chị nhá. Đường kính là 30 và cao 20 nhá. Anh Lưu Nguyễn ơi, anh gì nữa nhỉ? Bác nào chốt cặp này thì comment lên cho em nha. Đây chị Đình Nga ơi, rất là đẹp đấy chị. Người nhá. Có chứ, nay chị Đình Nga trả này như là ba. Có bác nào ý kiến gì nữa không ạ? À? Nếu không ý kiến gì thì em qua mẫu nhá. Chị Đình Nga comment cho em xin một chấm ạ. À. Nếu không bác nào ý kiến với mẫu này nữa thì em qua mẫu ạ. À. Em qua mẫu nha mọi người nhá. Lên mẫu khác cho các bác xem like ạ. À.
Để thì chốt đơn hàng đi ạ. À, quả bí này 1,8 triệu nha anh. Anh Tắc Phạm Phạm Thân ạ. Giá là 1,8 triệu ạ. Khay này là 1,8 triệu nhá. Quả bí này 1,8 triệu ạ. 1,8 triệu nha anh Võ Đức Tiên nhá. Võ Đức Tiến ạ, 1,8 triệu. À, giá đấy em cũng không chốt được đâu chị Đình Nga ơi. À, cái mẫu này, quả bí này chất liệu là gỗ hương. À, hàng bây giờ rất là hiếm chị nhá. Hàng rất là hiếm cho nên là giá đấy em cũng chưa chốt được chị ơi. À, bây giờ tiền mua tiền gỗ đã lên rồi này. À, và công thọ cũng đã lên rồi. Từ giờ đến cuối năm thì tất cả mọi thứ đều lên hết ạ. Mà hàng em bán thì chưa lên được nhá. Cho nên là em không thể nào mà bớt nhiều được đâu ạ. Nếu chị Đình Nga thiện chí thì thêm cho em 100k nữa nhá. Chị Đình Nga thêm cho em 100k nữa đi ạ. Là ra lộc mà may mắn cho chị nha chị nha. Ra lộc ạ. Bác nào thiện chí chốt mẫu này thì comment lên cho em nha. Khay mứt bánh kẹo hình quả bí này giá là 1,8 triệu ạ. À, không nha anh Khánh Tượng Lưu nhá. À, mẫu gà tàn thuốc bên em tạm thời là có thì em cũng chỉ để dành chi ân khách hàng thôi ạ, không bán. Hàng nhỏ em chỉ để tặng thôi, không bán nhá. Không nha anh Thắng nhá. À, chị Đình Nga đang trả em là 1,5 triệu mà em chưa chốt được ạ. Đang trả em 1,5 triệu em chưa chốt được anh ơi. Bác nào thiện chí với khay mứt bánh kẹo này thì comment lên cho em nha mọi người nhá. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Vân này, Vân quá đẹp luôn. Phước Lộc Thọ thì mai mới có nha anh Nghiệp Trần nhá. Phước Lộc Thọ thì mai mới có ạ. À, rồi anh Trung Lê chờ em một xíu nhá. Anh Trung Lê chờ em một xíu ạ. Cặp xanh này chất liệu là gỗ đổi màu nhanh văn sự nhá. À, lõi của gỗ nó có màu xanh ạ. À, tuy là bên em có xử lý thêm một xíu màu nhưng mà chỉ là một tí thôi nhá. Còn màu gỗ là hoàn toàn là màu xanh tự nhiên ạ. Rồi ok anh Toàn Trần ạ. Đây các bác thấy bên trong rất là đẹp luôn. Bên trong đây ạ. Thêm nha 100 nữa nha chị Toàn nha. À, anh nha chị Đình Nga nhá. Thêm nha 100 nữa đi ạ. Bên trong thấy rất là đẹp luôn. Không đẹp không lấy tiền nha. À, chị à, anh Nguyễn Vị ơi, khay mứt bánh kẹo này chất liệu là gỗ hương nhá. Còn đôi tỳ bà màu xanh này chất liệu là gỗ đổi màu ạ. Gỗ đổi màu ở đây là đổi từ màu xanh nhạt sang màu xanh đậm nhá. Đổi từ màu xanh nhạt sang màu xanh đậm được gọi là gỗ đổi màu ạ. Cảm ơn chị Hương Ngọc ạ. À. Đúng rồi, thêm cho em 100k nữa thì em sẽ chốt, em mới chốt được mẫu này. Các bác biết là bây giờ gỗ nó cũng lên rồi mà. Mà những cái hàng này đòi hỏi em phải là đường kính lớn ạ. À. À, anh sửa xe chuyên nghiệp ơi, giá là 1,8 triệu nhá. 1,8 triệu ạ. À. Khách chốt đơn hàng thì sẽ được tặng vòng gỗ bách xanh nhá. Khách chốt đơn hàng thì sẽ được tặng vòng gỗ bách xanh ạ. À. Dạ anh ơi, đôi này là 1,5 triệu nhá. Đôi này là 1,5 triệu ạ. À. Anh Nguyễn Hùng thiện chí chốt mẫu này không ạ? À? Đôi này vân rất là đẹp luôn ạ. À. Đây, chỉ dính một tí rác như thế này thôi, không vấn đề gì hết nhá. Còn cái đôi này thì vân và màu gỗ rất là đẹp luôn. Anh ô tô cặp này giá là 1,5 triệu nhá. Cặp này giá là 1,5 triệu ạ. À. Rồi ok chị Đình Nga nhá. Chị Đình Nga cho em xin số điện thoại ạ. À. Chị Đình Nga cho em xin số điện thoại nhá. Rồi chốt mẫu khay mứt bánh kẹo này nha. Và bác nào thậm chí chốt nữa thì comment lên cho em nhé. Hàng em vẫn còn ạ. À. Rồi ok anh Nguyễn Hùng nhé. Chờ em một xíu này em sẽ báo kích thước cho anh. Đường kính 11 và K57. À anh Nguyễn Hùng ơi, cặp này đường kính 11 và K57 ạ. À. Rồi anh ô tô Tú Lại nếu chốt thì comment lên cho em nhé. Cảm ơn anh Trung Phạm ạ. À. Chốt em thì đừng có chốt phí lắm ạ. À. Chốt cặp lục bình này nhá, chốt cặp tỷ bà này ạ. À. Rồi ok ạ, à, cho em xin số điện thoại ạ. À. Cảm ơn chị Hương Ngọc ạ. À. Anh Nguyễn Hùng nếu chốt mẫu này thì comment lên cho em nhá. Anh Nguyễn Hùng nếu chốt mẫu này thì comment lên cho em để tiện đơn hàng nha. Rồi ok ạ, à. Ok chị Đình Nga nhá, em sẽ tặng vòng kèm cho chị ạ. À. Vòng này cực kỳ thơm luôn nhá. Nếu như không thơm thì cứ trả lại tiền cho em. Anh Nguyễn Hùng có chốt cặp tỷ bà này không ạ? À? Anh ô tô Tú
hàng nếu chốt thì comment lên cho em nhé. Cảm ơn Nguyễn Quế nhá, hôm nay thì Nguyễn Quế thấy xinh gái không? Cảm ơn chị Đình Nga. Tượng đặt mai thì bên em không có, giá đấy không được nha anh Nguyễn Hùng nhá, giá đấy không được anh ạ. Bớt hàng thì mà bớt gần đây thì gần, chứ em không bớt nhiều được như vậy đâu ạ. Rồi ok anh Văn Sự ạ. Rồi chốt thì cho em xin số điện thoại nha. Bác nào chốt cặp xanh này thì comment số điện thoại lên cho em nhá. Bác nào chốt cặp xanh này thì comment số điện thoại lên cho em ạ. Anh Văn Sự hay là anh ô tô Tú Lài, nếu chỉ còn một cặp duy nhất thôi nha, không có cặp thứ hai đâu. Bác nào chốt thì comment số điện thoại lên trước thì em sẽ chốt cho người đó nhá. Chốt thì cho em xin số điện thoại trước thì em sẽ chốt cho người đấy ạ. Anh Trần Trung Lợi ơi, đường kính 11 và cao 57 anh nhá. Đường kính 11 cao 57 chỉ có một cặp duy nhất thôi. Nếu bác nào chốt thì comment lên cho em nhá. Em ưu tiên cho người comment số điện thoại lên trước hết ạ. Không được nha anh Nguyễn Hùng nhá. Giá của anh đưa ra ngay tại đây em làm hàng ra cũng không được giá đấy đâu anh ạ. Làm hàng ra cũng không được giá đấy đâu. Cặp trước. Gửi cho tiện cũng không được anh nhá. Gửi cho tiện cũng không được anh ạ. Em chỉ có một cặp duy nhất thôi nha, không còn cặp thứ hai đâu ạ. Cảm ơn Nguyễn Quế nha. Mặt vẫn còn đang sưng đây này. Ô, bác nào chốt cặp này thì comment lên cho em nha. Anh Trần Trung Lợi có chốt thì comment lên cho em nha. Rồi ok anh ô tô này. Chào anh Lan Nguyễn Văn ạ. Rồi chốt rồi nha, hết rồi nha. Hết hàng đổi màu rồi nha mọi người nha. Hàng đổi màu bữa nay em về đến đâu hết đến đấy ạ. Chỉ còn tóc đổi màu thôi nha mọi người nha. Chỉ còn tóc đổi màu thôi ạ. Con thôi. Tóc không còn nhiều đâu, chỉ còn hai cụ thôi ạ. Thiểm thử chỉ còn hai cụ thôi nhá. Bác nào chốt thì nhanh tay comment lên cho em ạ. Anh Văn Sự ơi, em đã chốt đơn hàng rồi ạ. Bằng gỗ nha anh Nguyễn Quốc nhá, bằng gỗ ạ. Rồi em liên hệ nha, bác nào đồng ý cọc thì em sẽ chốt cho người đấy nhá. Bác nào đồng ý cọc thì em sẽ chốt cho người đấy ạ. Rồi bác nào thiện chí biết cụ thiền từ gỗ đổi màu này thì comment lên cho em nhá. Thiền từ này chất liệu là gỗ đổi màu ạ. Anh Tiểu Tốt Vô Danh ơi, anh chốt mẫu nào anh ơi? Anh Tiểu Tốt Vô Danh chốt mẫu nào ạ? Các bác ơi, cụ thiền từ này rất là đẹp luôn nhá. Thiền từ này mà trưng về cho gia đình nhà mình thì cực kỳ VIP luôn ạ. Tiền vô như nước sông Đà mà tiền ra nhỏ giọt như cà phê đen nha mọi người nha. Tiền tài vô đếm không hết ạ. Mẫu này ngang 30 nha mọi người nhá. Ngang 30 ạ. Sâu là 19. Ngang 30, sâu 19 và cao là 15 ạ. Chất liệu là gỗ đổi màu nhá. Chất liệu là gỗ đổi màu đây ạ. Giá là 1 triệu 9 cụ này nhá. Cụ này giá là 1 triệu 9 ạ. 1 triệu 9 là bên em bao ship về tận gia đình nhà mình luôn. Các bác đang xem like, nếu thiện chí chốt mẫu này thì comment lên cho em nha mọi người nhá. Comment lên cho em với ạ. Quên đúng không? Anh Trung Lê nói là cho Di Lạc lên. Anh ơi, Di Lạc mà Di Lạc Hương mà anh ô tô, bên em liên hệ cho anh chốt đơn là mai em sẽ gửi đơn hàng cho anh ô tô Tú Lài nhá. Hương ơi, cho Di Lạc chúc phúc ra Hương. Rồi ok anh Tiểu Tốt Vô Danh ạ. Nếu chốt cụ cóc này thì comment số điện thoại lên cho em nha anh Tiểu Tốt Vô Danh nhá. Chốt cụ cờ tiền thử này thì cho em xin số điện thoại ạ. Cho em xin số điện thoại nhanh Tiểu Tốt Vô Danh nha. Cụ này là 1 triệu 9 ạ. 1 triệu 9 là bên em bao ship về tận gia đình nhà mình luôn. Bác nào chốt mẫu này thì nhanh tay comment lên cho em ạ. Ngang 30, sâu 19. Dạ, chốt cho anh ô tô Tú Lài đấy ạ. Em nói rồi, ai chốt thì cho em xin số điện thoại trước thì em sẽ chốt cho người đấy. Tại vì em chỉ còn một cặp duy nhất thôi ạ. Không có cặp thứ hai. Cho nên là bác nào chốt comment số điện thoại lên trước thì em sẽ chốt cho người đấy ạ. Đây anh Trung Phạm ơi. Anh Trung Lê ơi, anh thiện chí với mẫu này không ạ? Các bác nào xem like thiện chí với mẫu này thì comment lên cho em nha mọi người nhá. Đây là một cụ Di Lạc chúc phúc ạ. Di Lạc chúc phúc này chất liệu là gỗ hương nhá. Hương đá cờ rông ba Gia Lai đấy ạ. Ngang là 30 và cao là 75. Ngang 30 và cao là 75. Chất liệu là gỗ hương ạ. Hương đá cờ rông ba Gia Lai. Giá là 5 triệu 7 bên em bao ship ạ. Giá là 5 triệu 7 nhá. Đây gỗ hương nha mọi người nhá. Hương đá cờ rông ba Gia Lai ạ. Giá là 5 triệu 7 bên em bao ship.
ship về tận gia đình nhà mình luôn ạ. Các bác đang xem like thiện chí chốt mẫu này thì comment lên cho em nha mọi người nha. Cụ Di Lạc chúc phúc ạ. Anh Thiện Tâm Nguyễn ơi, cụ này giá là 5 triệu 7 ạ. Cụ Di Lạc này 5 triệu 7 nhá, còn cụ Thiền Thờ là 1 triệu 9 ạ. Comment lên giúp em. Cảm ơn anh Lương Tiểu Long ạ. Bác nào thiện chí ý kiến gì không ạ? Mọi người đang xem live thiện chí biết mẫu nào thì comment lên giúp em nha mọi người nhá. Comment lên giúp em với ạ. Cụ Di Lạc này quá đẹp luôn. Cụ ngồi thì to lắm anh ơi. Cụ ngồi to lắm luôn nha anh Trung Lê nhá. Chào bác Thúy ạ. Cao là 75 nha anh Thiện Tâm Nguyễn nha. Mẫu này cao là 75 luôn ạ. Đường kính ngang là 30 và cao là 75. Tượng Chúa không có nha anh Văn Sự nhá. Tượng Chúa không có ạ. Cóc chất liệu là gỗ đổi màu nha anh Lương Tiểu Long nhá. Cóc chất liệu là gỗ đổi màu ạ. Chào anh Lợi Lê Đức. Cóc này chất liệu là gỗ đổi màu ạ. Ngang 30, sâu là 19. Sâu là 19 và cao là 15 ạ. Chất liệu là gỗ đổi màu. Giá là 1 triệu 9 ạ. Chào anh Hữu Phạm ạ. Cụ Di Lạc này chất liệu là gỗ hương đá nha anh Hữu Phạm nhá. Di Lạc này chất liệu là gỗ hương đá ạ. Còn cụ Cóc này thì chất liệu là gỗ đổi màu. Anh Lương Tiểu Long ơi, cụ Cóc là 1 triệu 9 nhá. Cụ Cóc là 1 triệu 9 ạ. 1 triệu 9 là bên em bao ship về tận gia đình nhà mình luôn đấy ạ. Các bác đang xem live thiện chí chốt mẫu nào thì comment lên giúp em với ạ. Các bác nào thiện chí với cụ chúc phúc này không ạ? Anh Thiện Tâm Nguyễn ơi, cao như vậy là ổn rồi anh ạ. Cao hơn nữa thì chưa có anh nhá. Thế thì em nhìn. Ơi em đập. Em đập lắm nha em. Cảm ơn bác lắm. Vinh Hoàng ạ. Em đập lắm nha em. Anh Hữu Phạm ơi, cụ Di Lạc chúc phúc này ngang 30 và cao là 75 ạ. Ngang 30, cao 75, sâu 20 ạ. Hàng liền khối nhá. Mẫu này được bên em hoàn thiện thủ công ạ. Liền khối không chắc ghép. Giá là 5 triệu 7 ạ. Chào Xuân Phạm nhá. Xem like và chia sẻ like giúp sóc với ạ. Mẫu này giá là 5 triệu 7 nhá. 5 triệu 7 là bên em bao ship ạ. Ship về tận gia đình nhà mình luôn nhá. Bác nào chốt cụ Di Lạc này thì comment lên cho em ạ. Anh Hưng Công ơi, anh trả giá thấp vậy làm sao mà em chốt được anh? Không được nha anh Hưng Công nhá. Giá là 5 triệu 7 nhanh Hữu Phạm nhá. Còn cụ Cóc này ngang 30, sâu 19 và cao 15 ạ. Giá là 1 triệu 9. Chất liệu là gỗ đổi màu ạ. Mọi người xem like thiện chí chốt mẫu nào thì comment lên cho em nha. Anh Lương Tiểu Long ơi, cóc như thế này là nhỏ lắm rồi nhá. Cóc như thế này là nhỏ rồi ạ. Nhỏ hơn nữa thì nhỏ lắm luôn ạ. Cóc này Trưng Ông Điện là vừa rồi ạ. Comment lên cho em nhé. Comment lên cho em để em lên mẫu cho các bác xem like ạ. Anh Nguyễn Tài Trọng ơi, cụ Cóc này chất liệu là gỗ đổi màu nhá. Cụ Cóc chất liệu là gỗ đổi màu ạ. Mọi người đang xem like, nếu có thiện chí và ý kiến thắc mắc về gỗ đổi màu thì comment lên cho em nhé. Anh Lương Tiểu Long ơi, bàn thờ nhỏ đi chăng nữa thì nó ít nhất là ngang nó cũng phải là 40 chứ ạ. Thì cụ Cóc này để trầu vào trong cái trang thần tài ông địa là vừa nha anh nhá. Trầu vào thần tài ông địa là vừa anh ạ, chứ không nhỏ hơn đâu anh. Không nhỏ đâu ạ. Có bác nào thiện chí với cụ Di Lạc này không ạ? Nếu không thì em qua mẫu nhá. Nếu không thì em qua mẫu để lên mẫu khác cho các bác xem like ạ. Tanda thì mai em mới có nha anh Tùng Đoạn Tùng Doãn nhá. Tanda thì mai em mới có ạ.
thiện chí với mẫu này thì comment lên giúp em nhá. Dạ, lõi của gỗ nó có màu xanh nhá, bên em chỉ xử lý thêm một xíu màu để cho nó hài hòa, tác phẩm nó đẹp thôi nha, anh Dương Vĩnh Tiến nhá. Lên giới thiệu với lại các bác một cặp bình tỳ bà bi ạ. Một bộ combo bình tỳ bà bi nha mọi người nhá. Bộ combo này là 2,1 triệu ạ. Một bộ combo như thế này là 2,1 triệu. 2,1 triệu là bên em bao ship ạ. Mẫu này đường kính là 12 nhá. Đường kính là 12 và cao là 50. Cao là 60 ạ. Đường kính 12, cao 60, chất liệu là gỗ hương vân nha mọi người nhá. Bộ combo này 2,1 triệu ạ. 2,1 triệu là bên em bao ship về tận gia đình nhà mình luôn á. Các bác nào xem like thì chí chốt mẫu nào thì nhanh tay comment lên giúp em với ạ. À, hàng đục nha anh Dương Vĩnh Tiến nhá, hàng đục anh ạ. Cảm ơn anh Lợi Lê Đức ạ. Ngày hôm nay bác nào chốt đơn thì sẽ được tặng vòng gỗ bách xanh nha mọi người nhá. Bác nào chốt đơn này thì sẽ được tặng vòng gỗ bách xanh ạ. Chưa được nhanh Trương Bình nhá, giá đấy em chưa chốt đơn hàng được đâu anh ơi. Không được nhanh Trương Bình nhá, giá đấy không chốt được. Anh thêm cho em 200k nữa nha anh Trương Bình nha. Đấy là chốt ra luôn, mở hàng của anh vui vẻ và nhanh nhẹn lắm luôn rồi đấy ạ. Anh Trương Bình thêm cho em nha. Anh Trương Bình thêm cho em ạ. Giá đấy em không chốt được đâu anh ơi. Rồi bác, các bác đang xem live thiện chí biết bộ bình tỳ bà bi này không ạ? Một bộ combo như thế này rất là đẹp luôn nha mọi người nhá. Giá chỉ có 2,1 triệu cả bình và bi luôn ạ. 2,1 triệu cả bình và bi nhá. Và bên em bao ship về tận gia đình nhà mình. Các bác đang xem live thiện chí chốt mẫu nào thì comment lên cho em nhá mọi người nhá. Để em lên mẫu giới thiệu mẫu cho các bác xem live ạ. Lên mẫu giới thiệu cho cả nhà nhà mình xem nha mọi người nha. Lên thêm bước giá thêm 100 nữa đi anh Trương Bình ơi. Bước giá lên thêm 100 nữa nha. Dạ không anh Phúc Nguyễn Xuân ơi, em chỉ bán thôi nha, không đấu giá ạ. Thiền thường này nữa không ạ? À? Em còn một cụ nữa nhá.
anh ý kiến. Bác nào thiện chí với lại cụ Cóc nữa thì comment lên cho em nha, em vẫn còn hàng nhá. Vẫn còn hàng nữa nha mọi người nhá, vẫn còn hàng nữa. Các bác đang xem live, nếu thiện chí với cụ Tiền Thử thì cứ comment lên cho em nha. Các bác nào thiện chí với cặp bình tỷ bà Bi này không ạ? À, cặp bình này chất liệu là gỗ hương vân nha anh Vạn Sự nhá. Cặp bình này chất liệu là gỗ hương vân ạ. Cặp bình này chất liệu là gỗ hương vân nhá. Anh Văn Sự nên có thiện chí cho cặp mà bình thì bà Bi này à, cặp bình thì bà Bi này không ạ? À? Chất liệu là gỗ hương vân. Gọi hàng tự nhiên bị đá ra ngoài rồi. Tài khoản của bạn tạm thời bị khóa rồi. Có nhanh Trương Bình nhá. Tất cả các đơn hàng ngày hôm nay chốt đơn hàng thì đều được tặng vòng hết anh ạ. À, chào anh Cổ Nguyễn Dinh ạ. Người không đẹp anh nhá, hàng đẹp anh ạ. Bác nào thiện chí chốt cặp mà bình thì bà Bi này thì comment lên cho em nha mọi người nhá. Chất liệu là gỗ hương vân ạ. Vân rất là đẹp luôn. Vân rất là đẹp luôn nha mọi người nhá. Vân cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Hàng liền khối nha mọi người nhá. Rất là đẹp luôn, một bộ combo cả bình và cả pin như thế này giá chỉ có 2,1 triệu thôi ạ. Là bên em đã bao ship rồi. Và ship về tận gia đình nhà mình luôn nha mọi người nhá. À, anh Văn Sự ơi, giá đấy em chưa chốt được anh nhá. Giá đấy em chưa chốt được đâu anh ạ. Cả bình và bi anh nhá, cả bình và bi em không chốt được giá đấy đâu anh ơi. Anh thêm cho em 200k nữa nha anh Văn Sự nhá. Thêm cho em đi ạ. Gracias.
700k là bên em bao ship ạ. Các bạn đang xem live thì chỉ chốt mẫu này thì comment lên cho em nha mọi người nhé. Giá là 700k. Rất là đẹp luôn nha mọi người nhé. Không đẹp không lấy tiền đấy ạ. Có thể rót nước được nhá. Các bác đang xem live nếu thiện chí với mẫu này thì comment lên cho em ạ. Anh Tuấn Nguyễn thiện chí với mẫu này không anh ơi? Đang xem live comment lên cho em xin một chấm nhá. Đang xem live thì comment lên cho em xin một chấm với ạ. Đĩa không có anh nhá. Bộ này chỉ có bình và ly thôi anh ạ, không có đĩa. Anh Nguyễn Văn Trường ơi, có bình phay anh nhá. Có bình phay anh ạ. Rồi em sẽ lên bình phay cẩm cho anh xem nè. Phay đây nha anh Nguyễn Văn Trường nhá. Phay này chất liệu là gỗ cẩm đây ạ. À, phay cẩm mà vân chun quá đẹp luôn ạ. Ngang 19 và cao là 67 nhá. Mẫu này giá là 3,2 triệu em bao ship ạ. Bình phay chất liệu là gỗ cẩm này. Anh Nguyễn Văn Trường comment lên cho em xin một chấm nha anh Nguyễn Văn Trường nhá. Mọi người xem like thì chỉ ý kiến gì thì comment lên giúp em với ạ. Bình phay chất liệu là gỗ cẩm đây các bác ơi. Cẩm chỉ Croma Gia Lai nhá. Mẫu được bên em hoàn thiện thủ công và hàng liền khối không chắc kép đây ạ. Vân quá đẹp luôn. Vân chun rất là đẹp luôn nha mọi người nhá. Không được nhanh Trần biết hảo nhá. À, cái hàng nhỏ này em không lời nhiều đâu ạ. À, anh Xuân Phương ơi, bộ ấm chén thì 700 nhá. Chuẩn giá đây ạ. Còn còn bình phay này là 3,2 triệu ạ. Bình phay này là 3,2 triệu nha mọi người nhá. Chất liệu là gỗ cẩm ạ. Cẩm chỉ Cờ Đông Ba Gia Lai. Ngang là 19 và cao là 67 ạ. Ngang 19 cao 67. Chất liệu là gỗ cẩm ạ. Cẩm chỉ Cờ Đông Ba Gia Lai. Các bạn đang xem live thì chỉ chốt mẫu này thì comment lên cho em nhá. Pha trà được nha anh Cổ Nguyễn Đình nhá. Sao bóng thế? BU bóng anh ạ, BU bóng. BU bóng sáng nha anh Đoàn Tiến nhá, BU bóng sáng. Bình phay rẻ hơn hả, anh Nguyễn Văn Trường rẻ hơn có nhá. Dạ đây anh Xuân Phương ơi, bộ ấm chén đây ạ. Rồi anh Nguyễn Văn Trường chờ em một xíu nhá, em lên một cái mẫu bình phay rẻ hơn cho anh xem. Đây. Ly đây nhá. Ly đây ạ. À. Rất là đẹp luôn ạ. À. Có thể rót nước được nha mọi người nhá. Có thể rót nước được ạ. À. Có thể rót nước được nhá. BUM 100 hả? À? Bình phay này giá là 3,2 triệu nha anh Vĩ Tiến Color nhá. Bình phay này giá là 3,2 triệu ạ. À. À, bộ này chất liệu là gỗ chắc ta nha chị nha anh Xuân Phương nhá. Chất liệu là gỗ chắc ta. Lần sau em sẽ BUM 100 nha anh Đoàn Tiến nhá. Lần sau em sẽ BUM 100 ạ. À. Cho em thường thường nếu mà M là M75. Có bác nào thiện chí chốt cái bộ ấm chén này không ạ? À? Quá rẻ luôn nha mọi người nhá. Thật sự là quá rẻ luôn đấy ạ. À. Bán cho vui thôi, những cái mẫu nhỏ này không có lời gì đâu ạ. À. Không có lời gì đâu nhá, tại vì tiền ship rất là mệt ạ. À. Bọc hàng rồi ship nữa. Cái này cũng phải lót xốp bọc cẩn thận luôn nha các bác ạ. À. Nên là cái hàng nhỏ này em rất là ngại cái công bọc, công gói này. Bác nào chốt thì comment lên cho em nhé, không lời lãi gì nhiều đâu ạ. À. Đi về cái gì? À. 2,5 triệu. Không được nhanh Vĩ Tiến nhá. Không được anh ạ. À. Được. Không bác nào thiện chí cho ấm chén thì em qua mẫu nha. Anh ơi, nếu có thiện chí thì trả thêm với em một xíu anh nhá, để em ra lòng mở hàng ạ. À. Giá của nó là 3,2 triệu. Ngang 19 và cao 76, cầm chỉ có nhìn vân với em này, cầm VIP cực kỳ luôn nhá. Đây anh Tuấn nhá, quay một vòng cho anh xem nè. Cực kỳ VIP với anh Vũ Tiến nhá, Vĩ Tiến ạ. À. Đây anh này, để em xoay cho anh xem nhá. Thấy không ạ, vân không lỗi, không rát, không tim, không bị vấn đề gì luôn ạ. À.
fan cực kỳ VIP luôn. Không chốt là cực kỳ uổng. Vân cực đỉnh. Bác nào có thể chín bộ lư này không ạ? À? Bộ
9 món cả nhà mình nhá. Giá của bộ này là 3.900.000 với em bao ship. Bác nào mình chỉ bộ này thì comment lên giúp em với ạ. Gồm 9 món nhá. Hai cái chén đựng nước, một cái bát nha, một cái đựng trái cây, một ống nha, một lọ hoa, hai cây nến và một cái lư ạ. Giá của bộ này là 3.900.000. Bác nào mình chỉ bộ này thì comment lên giúp em với ạ. Đúng rồi, còn dư một cái dư hai cái đựng nước này, dư hai cái đựng nước này, dư một cái ống lọ hoa này, hai cái nến này, đem lộn xộn tất cả các bạn kia nhé. Ta đã bảo là gỡ ra một kiểu hàng ra rồi. Mai cầm cái bóng đèn nhá, lấy gì mà lấy một cái bóng đèn kia đó. Cho anh chị Bùi ạ. Anh ơi, bát hương cao nhá. 12 anh nhá. Chào anh nhóc nhóc ạ. Ô, điện thoại của mọi người sao lại không đặt được lắm. Chào anh vàng và em băng nhá.
không lấy bát à? Không lấy bát này hả anh? Không lấy cái này hả? Không có này em bớt 300 là còn 3,6 triệu. 3,6 triệu anh trả em 2,5 triệu thì em không chốt nhá. Em không bớt nhiều ở đâu anh ạ. Anh ơi em bán cho 3,9 triệu thôi anh Vĩnh Hải lên nha. Anh Vĩnh Hải lên nhá. Bộ này giá là 3,9 triệu thôi ạ. À anh ơi nếu mà lấy một bát hương thì thêm cho em một xíu nha anh Thiện Công Nguyễn nhá. Thêm cho em một xíu thôi ạ. Kiếm em đang like nhá. Chuẩn giá em chính xác cho anh là 4,5 triệu nhé. Em không bớt nữa đâu em.
110 cái tổng số
chết. Đức bao nhiêu cân mày với cái miếng đấy. Đấy, mình là mình mời đó. Hả? Mời cái miếng ấy thì miếng đó mỏng 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 vậy. Anh đến văn trường ơi, giá đó bây giờ chưa chốt được nhá. Dạ không, nhanh Xuân Phương nhá, không chốt rồi anh ạ. Thêm cho em 400k thì em mới chốt được, nếu đấy là anh ở trong phạm Visa Line thôi nhá. Trong phạm Visa Line thì thêm cho em 400, còn ngoài phạm Visa Line thì thêm cho em 500 anh nhá. Rồi ok, Dũng Nguyễn này. Cặp này giá là 1.8.000, bên em bao ship nhanh like đổ nhá. Giá là 1.8.000, bên em bao ship chất liệu là gỗ muôn hoa Gia Lai ạ. Nó xịt cái gì, nó xịt cái gì ngoài kia kìa. Gì đây? Hả? Nãy giờ nghĩ là cái ngửa cái mùi vê u ở đâu? Anh Nguyễn Văn Trường ơi, anh ok chốt anh comment số điện thoại các bác ơi. Cho em nhé, anh Nguyễn Văn Trường nhé, em lên cọp tháp cái niệm bảo Olin đá à, giá nè. Giá là 1.6.000 em bao ship nhá. Cọp tháp chất liệu bằng Olin ạ. Chú Hùng chấm cho cô Mai, chấm cho chú Hùng nhá. Cao 59. Cô Mai kêu ngắm chú cả ngày không thấy. Thằng ngang 14 giá là 1.6.000 em bao ship ạ. Anh Nguyễn Văn Trường ơi, anh chốt ok rồi, anh comment số điện thoại anh ơi, anh xin số điện thoại nhé. Rồi ok anh. Lên bộ thờ đó hả? Bộ thờ chim mất ra cuối cùng đây. Rồi ok anh đi. Nhưng mà không được 3 bát nhang đâu, nếu mà được 3 bát nhang còn 1 bát nhang. Máy thì người ta điện cho. Một bát nhang này em nói mà. Ok em nhá. Nhưng mà bên ra ngoài đi. Nhưng mà ăn cái đó hết nhỉ. Cho nó ăn nữa. Ủi rơi mẹ nào. Chạm ngang em nhé. Là sao anh? Cặp tháp chất liệu là gỗ lim đấy ạ. Cặp này đường kính 15 và cao 60 nhá. Cặp này có giá là 1.6.000 bên em bao ship. Bác nào thì chia với cặp này comment lên giúp em đi ạ. Anh nghe tiếng hả? Hàng liền khối không chắc ghép nhá. Hàng liền khối không chắc ghép ạ. Vân thì cực đẹp, hàng không một chút lỗi lầm luôn đấy ạ. Bác nào thì chia với bộ với cặp này thì comment lên giúp em nhá. Tháp đây bác ơi, tháp đây ạ. Lim đá Gia Lai, vân cực đỉnh cực đẹp, hàng không lỗi, chỉ có 1.6.000 một cặp. Em tặng các bác một cái vòng gỗ bách xanh nhé. Bác nào chốt đơn hàng thì em tặng một cái vòng gỗ bách xanh nhé, trị giá. À, hàng này em để làm tặng em nhé.
Cháu không có nhanh.